chào mọi người. Xin chào mọi người ạ. Lâu lắm rồi, đúng rồi, lâu lắm rồi em mới lại có hai cái đàn, em mới được xuất hai đàn bé dê bỉ cả Mexico mà giá lại cực kỳ ngon, bổ rẻ luôn nhé mọi người nhé. Bố nhập xong rồi đầu đàn luôn mà cũng chỉ có từ 3 củ rưỡi, 4 củ à 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thôi mọi người nhá. Bố Jesu và bố Ma Rút mọi người ạ, hai con chó được nhập Mexico nhà em luôn đấy ạ. Thì như cái đàn này em đang chỉ xuất từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thôi. Dành cho những anh chị nào mà thích của Mexico to cao, đen nhiều. Nhưng mà không hơ mọi người nhé. Mọi người thích mà chân đi ổn nhá. Thì chỉ có mê đúng không? Đấy. Đấy. Okay, lùi rồi, lùi vào trong này một tí. Nó không bị ánh khói nắng. Đen tuyền luôn. To cao đen. Mê này thì dành cho cô chú nào lớn tuổi thích cho trầm tính tí. Em đấu đen. Nó không quá nhắng nghịch như kiểu xếp. Nếu mà mọi người nuôi mà mọi người kiểu là chuyên hẳn về huấn luyện ấy thì mọi người chơi các cái dòng xét pháp bị ấy, còn nếu mà nuôi chơi thông thường thể dục các thứ ấy đi thể dục các thứ đi với dòng mê này cực kỳ thích mọi người, nó không quá nhắng thì hợp lý hơn, kể cả như nó phù hợp với nuôi gia đình, kể cả như anh chị nuôi để đi thể dục thể thao cùng thì có một con chó to đi bên cạnh như thế này mê là rất là thích nhá mọi người nhá. Hợp lý. Đấy, ai thích chơi với nghiêng về kiểu là đẹp ấy. Đẹp, như đàn này thì em để giá rất là hợp lý luôn. Được 4 triệu còn cái chỉ 3 triệu rưỡi thôi anh chị nhá. Mà mọi người thích con nào mọi người bắt con đấy. Mexico thì sau này khi trưởng thành cân nặng con được sẽ từ tầm gầm đến thịt các bạn nhá. Ai thích kiểu là con đực. Chân đi ủng đây. Nhờ. Nếu mà thích chân đi ủng thì chỉ có thể chọn là đu rông thôi. Còn lại là đen thì không bao giờ đi ủng cả. Đu rông đậm thịt. Siêu đậm, đậm lắm, đàn này rất là đậm luôn. Thì đốm trắng ở trên cổ thôi. Đàn này rất là nhiều đu rông mọi người nha. Còn đen tuyền thì em có duy nhất hai bạn đực đen tuyền ạ. Hai đàn mà chỉ có hai con đực đen tuyền thôi, còn đâu toàn đu rông luôn. Chỉ từ 3 triệu rưỡi 4 triệu anh chị nào mà mới nuôi chơi chung mới nó chơi. Nó sẽ rẻ hơn các cái dòng pháp bỉ xét cho thứ kia tầm 1 củ rưỡi đến 2 củ một con. Nhưng mà cái phải nó vẫn là bố nhập nhá, mà rất là mọi người yên tâm cho kiểu gì trưởng thành nó dành rất là to. Dành cho mọi người nuôi cao to, đen đẹp. Đấy. Thích màu đu rông, thích màu tối kiểu màu đu rông. Các cô chú mà có tuổi rồi muốn nuôi con chó trong nhà thích trầm tính, mọi người thấy những cái con dòng xét nó cắn căng đúng không, mọi người sợ thì mọi người có thể lựa chọn đàn này, nó rất là trầm tính, nó rất là hiền luôn ạ. Gấu đen luôn đây, nhân xì nhá mọi người, nhá mà đùng luôn. To hò béo chân này, chân này, nhìn bàn chân này, đây. Chân to bằng cổ tay anh Hồng. Phương so thử cổ tay vào mình xem, bắt một hai con nữa ra này Hồng. Đây, mọi người so với to hơn cổ tay hơn mọi người nhá. Đấy, to. Có con này loại bé chở con tay rồi. Chân to lắm mà. Chân con cháu. Gấu đen mọi người nhá, chỉ có duy nhất hai con đen, đen thôi. Tính em sẽ quay riêng từng con. Bởi vì nhiều nhà không nuôi được màu gì khác ngoài màu đen đấy. Con này là đu rông sáng. Nó không, sáng màu hơn. Nữa nó tịt, đậm tịt. Đu rông đậm đậm. Chân cái. Lông nó đen rồi, sao thay lông nó sẽ đậm. Tay kia, tay kia. Đàn này tai rất là ke luôn mọi người. Mexico ôi, thì khúc gặp nó to, đầu nó to nên là đa số con nào cũng tai kè hết anh chị nhá. Đen nó. Con này nghịch. Con cái đúng không? Đen nghịch. Đen gì luôn, ô cái khấu đuôi của nó to cực. Ai thích chơi đẹp mà to. Đen bóng đấy. To mà đặc biệt là rất hiền lành. To không có người thì đó hôm nay cả mê như này rất là hay. Không có hiền đâu, nói chung là mê thì nó chỉ đáp ứng cho mọi người những cái lệnh cơ bản đứng nằm ngồi sủa trà. Nó kiểu nó không nhắn thôi chứ không phải là nó hiền. Mày ra cơ bảo Jeju với Lobo xem nó cắn rồi. Cắn ác luôn đi. Còn Lobo á hơi bị ghét chó khác luôn đấy. Siêu ghét. Đánh nhau thì siêu giỏi luôn. Chả hiền đâu. Cho những ai thích màu đen tối màu nhỉ. Anh chị mà thích ngon bổ rẻ to đẹp thì mọi người liên hệ ngay vào số hotline bên em nhé để lựa chọn được cho các bạn mà chưa có thể đặt đơn luôn, mọi người thấy không? Hàng chục là bắt tay nó đi rồi nhá. Mê thì nó cắn sẽ không được sung như kiểu là dòng xét, dòng bỉ, dòng pháp, thứ dòng KL. Chứ cũng không phải là nó hiền. Đấy, 4 phút rưỡi rồi.